trên thiên lão tỏ bài bóng tùng lỗ vẽ kỳ từ nay coi trên chính coi mười phương đình khùng chuyển xuống trần mở lập khai bầu trời rộng lớn vô biên hội chưa mở địa Phật tiên hội ai dài tại cung bạch ngọc xưa nay trên thấy chư Phật đến ngài hội bàn định khai mở cõi trần gian Thế Tôn chỉ định rõ ràng Hồng Quân. Hồng Quân lo lắng bâng khuâng nếu khai phải lập phải phân sao này. Hồng Quân tính lại như vậy thấy rằng lão tử phước đầy đức cao sắc truyền lão tử mau mau khai thiên mở địa chứ nào nghi ngờ tiên sanh ở tí vậy thời địa tịch nữ sử vậy thời chẳng sai nhân sanh ư dần bằng nay đầu ơn dập tí phân rài lương nghi kế phân tứ tưởng vậy thì rồi phân bát quái đúng y đó ai làm ngũ hành rồi cũng phân ra tam hoàng mở địa cùng là nhân thiên ấy là tam tổ đầu tiên phục hy kế mở hạ miền phân ra bốn mùa tám tiết đó mà thần nông ngài cũng phân ra các loài trái cây thuốc để ngày nay quỳnh để ra đứng lập khai ngôi trời có vua có chúa trị đời vua nghiêu trị quốc khắp nơi an nhàn chúa thuận kế vị ngai vàng đức lành ban rải bình an lâu dài ấy là ngũ đế phân dài cho đời rõ biết thượng lai đứng ở đầu lão đây luân chuyển giải dầu xuống trần nhiều bận chớ đâu ai một lần trung quân hồi thở phong thần thuận cơ thiên định xuống trần giúp châu lúc nào lão lại yên đâu chuyển lưng tái lại đạo màu chánh hưng ngàn năm ta cũng nhớ chừng ở bên Trung Quốc khoảng chừng đợi châu định viên yên nhất sai đâu ở tỉnh Hồ Quảng lão âu ra đời rằm tháng hai trăng sáng trời ly nhĩ danh lão ai ơi có tường di kinh truyền ba bốn phương tự tin đạo đức ai thường thì tình ai có tôn ti ta đây chuyện kiếp
mấy kỳ khuyến tu. Thấy đời sao quá ám mu, dốc lòng giặc chung ngục tù thoát quan. Ngoan tàn biên chuyển phong ba, âm dương lộn đảo thiết tha cho ai đời. Phụ thế phụ tử rã rời, lão đây thương xót kêu mời bớ ai. Hạ quân này lão tái lai, Phật trời chuyển lão định ngay Nam Kỳ. Phương Nam có mở hội thi, chọn người trung sao được giữa tòa chương, tu sao rõ biết kỳ hương mới làm. Lão đây thiết lập long quang, gần ngày đâu phải còn sai nằm tình. Lão đây xuất hiện thần linh, nhân cùng bốn đạo sửa mình cho trơn. Năm xưa ta ở thất sơn, Phật trời lấy hiệu bửu sơn giáo truyền. Môn đồ có thập nhị hiền, có tiền lão ở đây. Xác trùm cũng lão chuyển xoay, tà loan xuất hiện độ rài chúng sanh. Trùm ai cũng nghe danh, trùm đây cũng lắm soi sành gian trung. Nhắc tới nước mắt rưng rưng, bị tay nó bắt hành thân mấy lần. Bỏ vào cuối sắc đêm quăng, ba ngày thăm thử sông nhân như thường. Lính cò tính thiệt bất lương, cháu đồng nương đó phải thường ở đâu. Bắt trùm phải đội lên đầu, nhưng không hề hớn chi đâu xác trùm. Đứa thì chửi mắng âm sầm, đứa thì lại sợ xin trùm thứ nọ. Ách xích đêm ra nưa trùm uống hết xác mài bổ thêm. Như vậy còn nữa chưa em, đại trùm ra đảo ngày đêm mịt mù. Giữ heo như các người tù, trùm sáng thả chiều bu về chuồng. Đại trùm chúng thấy sợ luôn, Phật còn mắc nạn ai
xuống đặng ấy nào. Tu hành lận đặng lao đao, chấp chồng tai nạn chớ sao nạn ấy lòng. Lão đây nhìn khắp cõi hồng, chuyện sai tay lại trong vòng thất sơn. Bổn sư cũng lão chuyển thân, lưu truyền kinh sử chấn hưng đạo màu. Hiểu nghĩa nào khác ở đâu, trong dòng sơn bửu ly màu kỳ hương. Thân già nhiều nỗi đoạn trường, hiệp kiến sư giải dị thương thế trần. Chèo lên chèo xuống mấy lần, con sông vĩnh tế hồng biết ta. Bắp hoài rau khắp gần xa, khuyên dân tu niệm bất mà tham gian. Hùng cường bao ác đồ an, không tu tai họa trách than đâu kinh sư dạy mau mau kết thành một bổn để trao cho đời. Lão đây nào có an nơi, long qua sắp mở nghỉ ngơi dễ ai gì. Thân già còn phải buồn phi, vì thương trăm họ dân di khắp cùng. Lão đây lạnh ẩn thiên cung, hai vai gánh nặng vô cùng âu lo. Năm mèo cũng thuận gió đòn, lão đây được lành hát hò khuyên dân. Họ quỳnh lão chuyển xác thân, đạo lành truyền ba độ trần thoát mê. Chèo thuyền rước khách đưa về, lánh xa bể tục giữa kè bồng lai. Cả kiêu già trẻ gái trai, sửa trao tánh hạnh học bài quy y. Sửa sang sắp tuồng sắp lớp sắp màn kỳ ba. Sáng trần chuyển khắp gần sang, quy phải biết mới là thiện duyên. Thì văn phải có lời truyền, pháp màu di diệu cơ quyền ráng tri. Nếu vợ ắt trễ kỳ thi, lão đây trở lại giống y hỏi quỳnh. Xác trần lão chuyển tâm thần, nào ai biết được cư kình
biết được làm tôi. Gái trai đừng có ai bỏ trôi mối duyên. Câu rằng lập hội quy tiền, dòng sông cửu khúc Phật tiên ra đời. Quỳnh khai để lại mấy lời, long lân quý phụng là nơi bóng mà tùng. Chúa tôi tương ngộ trùng phùng, bá gia rõ biết lão khùng là ai. Mãi chờ thiên định ra quay, tuồng đời diễn biến nay mai bây giờ. Đừng thấy như vậy thờ ơ, cơ trời chỉ định một giờ thì xong. Cả kêu nam nữ tây đông, chung quy thống nhất chờ ông. Tối ơi mùi khôn đòi xuất hiện an vui. Thất sơn lộ vẻ trà cuối tiếng ai đồ. Dồn linh căn quy tụ hương thơm đủ ai đầy. Lão kêu tất cả trí tài, văn ngôn gió luyện chờ ngày ấn ao khoan. Lão đây sức yếu tuổi già, thiên đồ để gần xa mau về. Ngày xưa cũng có nguyện thề, hứa gần chuyển thế trọn bề chánh ở trung. Lão đây lập lại cõi tùng, phủ che cho kẻ đất cùng với ta. Mong ngài hợp mặt chào ca, quân thần phụ tử một nhà đoàn viên. Chừng ấy lão mới phỉ nguyện, cùng nhau hạnh phúc thiên liên khải hoàng. Lão đây tuổi cũng trên ngàn, lưng còm gối mỏi chưa an trong ai lòng. Râu dài tóc trắng như bông, từ bên Trung Quốc đi dòng vô nam. Nhất quê di tịch núi Sam, sanh ra ngũ diệp mê khổ kham bao nài. Vì chúng nên Phật bị đài, xuống trần nỗi đắng cay cam đành. Chống gai rừng rú xói sành, quyết lòng phá dọn xây thành thượng quân. Âu rằng sấm nổ thất sơn, lý cơ khai mở thiệt hơn. Kỳ này chữ sơn hiệu của Phật Thầy, vị tổ thứ bảy kỳ này phải không. Cột đồng vốn thiệt họ đồng, chữ minh vốn thiệt danh ông sáng loàn.
Quỳnh Khai còn nói diễn dòng, thời cơ chưa đến nên ông bạc hình mặt tình. Bốn đạo chống kình, cứ tu theo lối hữu hình bỏ ông. Lão đây dùng cái chân không đi theo lục tổ ai hồng tưởng ở đâu. Ta về đúng lúc canh thâu, cơn sầu mượn lấy cậu câu giấy ở sầu. Chừng nào mà dĩ hồi đầu hai trâu xuất hiện ông hồng mới ra. Lúc thời nói chuyện xa xa có khi lại nói sát màng bên lưng. Phương trần nói mãi chẳng ngừng, thấy trong bốn đảo nữa mừng nữa lo. Mừng là thầy gặp được trò trung thầy hiếu đạo biết lo đắp bồi. Mừng cho con có gì ngôi, mừng con giữ trọn phận tôi sao này. Lo lại lo kẻ phụ thầy, thầy về không biết không hay nằm chờ. Lo cho ngày hội bơ vơ, công danh chẳng có bến bờ cũng không. Mấy lâu nói chuyện mênh mông, từ dài nói chuyện trong dòng kỷ nguyên. Ai ai cũng có căn tiền, tìm thầy gieo lấy thiện duyên tu hành. Không thầy chỉ dạy sao rành, tu đâu có được đắc thành Phật tiên. Ai ơi trở lại mối duyên, bửu sơn ký nhận tu hiền thành công. Minh hoàng tỏ rạng nơi đông, thất sơn tỏ rạng lão ông ra đời. Cả kêu khắp hết nơi nơi, Tây Nam mở hội vậy thì súng vô. Chị anh chú bác cầu cô quay về bên hậu đầy mô kiếp mơ kỳ. Cần Thơ có lập trường thi, thi văn thi đức tài gì mà đem ra. Mười phương chư Phật cùng qua, cộng đồng tam cõi hỏi mà căng tất cả quy dồn. Phật thầy giới đức thế tôn định phần, nguồn thu mới có một lần. Thiện nam tính nữ sửa thân cho tròn. Người tàn tu mốt tu bòn, người ơn giảng giữ đạo con mới ở làng. Ơn vừa nơi nước nặng đa, tình sự nghĩa để khắc màng trong xương. Phu thê tình nghĩa si lường, căn phân ổn thỏa kính nhường lẫn bạn bè đoàn kết mới cao. Tử sanh sống thác bên nhau, một ba đời ai mà ở đặng ý lời.
nên ngài lập hội Phật trời thương ban. Những người ăn ở kinh ngang hốn hào cha mẹ phụ phàng chúa cha, dòng sư phản đạo đem ra lấy luật tiêu hà xứ chẳng gớm tai. Đời này trung nghĩa mấy ai, làm quan xây cất lầu đài thiền loan, miễn sao mình được ấm no. Nước nghèo dân khổ đói no mặc tình, nam mô lực nước chẳng dình, xử phần bất chánh dân tình khổ đau. Thấy đời lòng dạ ngán ngao, con giết cha mẹ đớn đau thiếu gì. Thua loài cây cỏ vô tri, trời đâu để kẻ nghịch thì mẹ cha. Hạ quân nhiều chuyện thiết tha, vợ chồng chém giết lẫn mài với nhau. Kỷ chi nhân loại đồng bào, lòng người rối loạn mất màu nghĩa nhân. Dân minh học thức càng tăng, càng gây nhiều sự khó khăn cho đời. Học nhiều chúng lại chê trời, chê thần, chê thánh dạy thời chẳng linh. Dân minh trái lại vô minh, học nhiều trái lại vô tình khinh khi. Không học mà biết mới hay, đó là cái lý vô vi nhiệm màu. Phật thần không thấy mặt dầu, xác trần quê dốt nào đâu biết gì. Ân thân hiển hiện quyền di, thấy nghe biết hết chuyện gì trần gian. Lòng người khởi mong tính toan, Phật ngài thấu hiểu rõ ràng không sai. Cả kêu già trẻ gái trai, tu sao cho tạng mặt mày người xưa. Tháng ngày giữ dạ muối dưa, bền lòng thiện niệm sớm trưa chớ xa. Ta về khải lại bản đời, tử kỳ có thấu thất sơn hẹn hò. Đàn kêu bởi là tròn, thuyền kề bến hậu ác hò dòng sông. Đàn kêu tìm kiếm lão ông, lão ông trở lại đất đồng thương yêu. Đàn kêu trò chớ đánh liều, âm dương dây loạn khó hầu thoát thân. Đàn kêu lập lại phong thần, châu hưng diệt trụ chọn dân lương hiền. Đàn kêu sao xiên nào yên, bàn môn dây loạn tranh quyền đế dương. Đàn kêu di lạc Phật dương, diệt
chánh hai đường chẳng sai. Đàn kêu chỉ hướng Tây Đài, có ông bạch sĩ hôm nay ra đời. Đàn kêu như réo như mời, Nam Nhi chi chi tìm thời vua cha. Đàn kêu lập hội Long Hoa, nam trung nữ liệt phò màng đế dương. Đàn kêu tùng bóng lô trương, thập bát chư quốc hùng cường hàng quy. Đàn kêu các đấng quyền di, nghe lời lão gọi đồng quy lãnh phần. Đàn kêu mau chuyển xác trần, ra oai lập quốc một lần với ta. Đàn kêu hè đến không xa, non mòn biến cảng trâu qua cài bừa. Đàn kêu một trận không vừa, mặt trời lố mọc thớt thưa cao cày. Đàn kêu không kiếp thì chày, đố làm sao khói mũi bày khỏi tan. Đàn kêu lặp lại tuồng màn, đấu sơn sứa trị dân an quốc lành. Đàn kêu ba tánh tu hành, tầm trong bốn chữ mới rành đường tu. Đàn kêu tháng tám mùa thu, tùng quân tỏ rạng sĩ nhu trố tài. Đàn kêu không mốt thì mai, tùng quân định đặt một ngày thì xong. Đàn kêu ta ở miền Đông, tùng quân chuyến lại dòng sông Phúc Bình. Đàn kêu hết nhục tới dinh, tùng quân lại tái trạng trình xác đâu. Đàn kêu lộ vẻ ông câu, tùng quân thiết lập nhà châu đợi chờ. Đàn kêu sắp tới bây giờ, tùng quân chừng đó ai ngờ lão ông. Đàn kêu có trận cuồng phong, tùng quân nói trước tin không mặc tình. Đàn kêu tu sĩ xưa mình, tùng quân vốn thiệt họ Huỳnh chuyển cơ. Đàn kêu đừng có ngồi chờ, tùng quân chỉ rõ cần thơ thầy về. Đàn kêu định đặt con dê, tùng quân chưa có hiện thề non sông. Đợt này đợt của lão ông, không dây không phím cũng không quán hành. Ai người hiểu rõ tiếng đợt, đừng cho lối nhịp thất sơn hầu kề. Chèo thuyền rước khách đem về, ai mà giữ đặng hai bề hiếu trung. Bồng lai tiên cảnh thung dung, dành cho những kẻ biết dùng
hữu phương, năm tầng trời hạ tận thường nào sai. Quân sư ở cõi thiên thai, tam quan ủi đế chuyển xoay cũng mơ vàng. Thích Ca cũng có lão mà, tổ sư Đạt Ma cũng già này đây. Về Nam lấy hiệu Phật Thầy, đầu ơn đến cuối lão đây chuyển hoài. Kỳ này được lĩnh lão khai, cũng là kỳ chót định ngay Nam kỳ. Thiện Nam tín nữ biên thùy, xâm truyền của lão ráng ghi vào lòng. 12 con giáp trong vòng, kể từ giáp tí lão ông xuống trần. Lão đây cầm bán phong thần đài cơ, lão chuyển định phân ngày giờ. Trong tay cầm quyển thiên thơ, cơ binh sắp sẵn đợi chờ mà lệnh trên. Bãi rồi lập lại mới nên, không sanh mà được vững bền dài lâu. Ngõ mùi thân dẫu ở đâu ấy, rồi tử giáo mới hồng ra quay. Ba năm tính tới không sai, hỏi niên lập lại thường lai ý lời. Trần gian sanh thế cõi trời, xác phàm quái kiếp đẹp thời như tiên. Lòng người bình đẳng an nhiên, không làm cực nhọc than phiền như nay. Tuổi thọ an hưởng lâu dài, không già không bệnh không ai tật huyền. Cây lành trái ngọt muôn thiên, mưa hòa gió thuận khắp miền trần gian. Hoàn cầu thế giới tịnh an, âm dương thanh dưỡng trời ban cho người. Chìm quanh mùa ác qua cười, khắp nơi nọ ấm vui tươi phấn lòng. Thượng quân trai ít gái đông, vợ thì năm bảy thục quyền nhất gia. Sanh nở khỏi mũ hộ hà, tự sanh tự nở thuận hòa mình nuôi. Con thì yêu thảo thuận xuôi, chu toàn gia đạo ngọt bùi chia nhau. Chúa mình chánh ngự ngôi cao, thần dân trung nghĩa biết bao vui dày. Thượng quan sơ kể vào đây, cho đời rõ biết sau này có không. Có tu thì mới có mong, không tu dẫu có ngóng trông thấy nào. Có tôi ngày hội được vào, không tu chừng đói làm sao nhập trường. Trước sau phân giải tận tường, thấp cao kết luận đôi chương trao đời. Cho người được nói ngôi dương, trịnh năm bùi kiệm bất lương ra gì. Hiền thần nhân quý có ghi, trung thần mắc nạn rốt thì cũng qua. Luân hồi nói chuyện xưa xa, bây giờ nói chuyện xác mà một bên. Thả thuyền dòng nước lên đên, sông tiền sông hậu biết lên bến nào. Canh tàn gió thổi sạc xào,
nào thôi ta đâu lại cầm xào mày quy lân. Kiếm người đủ nghĩa đủ nhân, đủ tài đủ đức, định phần thấp mày cao. Hỡi này chí sĩ mau mau, trời chiều gió lặng ngán ngao, những gì lão đây nay đã đúng kỳ, khai quân lập thượng bửu kỳ đàm danh. Hương trùm sức dẹp chiến tranh, chân sư truyền bá đạo lành năm châu. Dưới nghe quy phục cuối đầu, bóng tùng che phủ đâu đâu an nhàn. Cõi lặng sơn bửu vinh giang, tùng quân xuất hiện khắp tràn thánh thơi. Thôi dừng bút lại nghỉ ngơi, lão đây cầu chúc cho đời bình yên. Cầu trên chư Phật nghe chư tiên, từ bi tế độ khắp miền thế gian. Góp tôm nghĩa lý chu toàn, cho đời xem xét luận bàn tu thân. Sắp cơ binh cho được hoàn toàn, thầy trở lại cái đường bên bề. Nguyện ra tay mới là ứng thí, xuất cơ binh tạo nhật hoàn toàn. Ra trận tuyển phu mang nước sang, đến chừng đó sông tên nước trần. Ra trận thượng trên thầy giúp dần, nước sông tên cho đến bản vàng. Đức Thích Ca mở hội tràng an, cờ phụ mạng Thích Ca cao quý. Đến chừng đó Phật ra bàn chỉ, thưởng những người đạo đức với thầy. Kẻ lung lăng nạt biến phơi thay, người hiền đức được coi mấy bạc. Đừng nghĩ thế làm hung làm mát, ai dưỡng nuôi chẳng kể tổ tiên. Cả tiếng kêu kìa bớ người hiền, tìm quyền diệu tu hành phán quê. Đừng để trễ cho thân tồi tệ, ráng xả thân công quả đền bồi. Phật sẵn dặn cho có chỗ ngồi, Phật dặn sẵn cho người biết thiền. Những lỗi lầm hãy nên cải sửa, cho hoàn toàn hạnh phúc người xưa. Đừng để cho đạo đức dài bường, rằng mang lỗi quân thần phụ tử. Kể từ đây nữ nam sang giữ, vợ với chồng nghiêm trang. Đừng lớn tiếng rầy rà chẳng tốt, dầu quay phải chẳng nên thể tốt, rồi lỗi là
màu mới tròn. Chí quyền với người hiền con đón trong đời cho thấy dạng con tim cả tiếng kêu son sắc màu thiền định tâm trí tìm nơi quý Phật thánh tiên ra đời chỉ bảo còn chi đâu mà nói rằng chưa khổ với lao sắp đến không vừa để đến việc ăn năn chẳng kịp ra no.
cực lạc. Bấy lâu nay xuống trần hải mạng, kẻ chân tu mau kiếp xuống đò, về non thiên cực lạc ấm no, long quan hội tràng an thi từ. Đức Như Lai ban cho bốn chữ hữu sanh linh tài đức do thiên, chí quyền di phụ mạng trần tuyền, hữu tài đức cùng đô thị già. Tạo vật chất lắm tuồng mạc còn ấn bên lòng, đợi thời kỳ giúp dân non sông bấy lâu nay nằm chờ quá bần. Chờ quyền di thầy về giúp dân ra chiến trường phụng mạng lục thông, cả tiếng kêu hiền sĩ non sông chờ lỗ chỉ sắc son tường tăng. Trời đổi thay tuần đời cũng cần chờ chung quy thống nhất đường trào, đăng hoàn toàn ba lượt sao thao ráng ẩn ánh chờ ngày linh chúa. Chờ biến chuyển thiên la lưới bùa, dẹp trùng dây phò chúa minh dương, lướt sông tên cho đến điện đường, chớ đừng ham đất biết giường, nay chẳng khác như đời trô kiệt. Khổ giới thảm càng ngày càng xiết, ráng coi theo trong sám trạng trình, thế cho nên dục thúc hy sinh, đừng nóng giận rồi đây phải khổ. Vàng vui lắp các bay phải lộ, chờ quyền di lố cạnh đền vàng, thì sẵn bườm kèo cột nước sang, cứ trực chỉ quăng neo đất Việt. Bọn Tây Liêu chừng đói ra khơi, ráng chừng tu đặt sống tôi đời, đừng thôi chỉ chân tâm sao làm. Con lao khổ người tu mới tàn, đời hạ quân quan lộ không lo một giải sang hàng, đành phụ bạc tổ tiên đất nước. Giờ sao phải ngọn lên ba thước, gai tiết chân phụng mạng lo lường, đến thời kỳ phụng mạng cầm cương, nhớ hồi trước phổ kiều ly đan, ráng chờ đợi người xưa tỏ rạng, thì hơn châu trở lại nhà minh, chờ thương lương hàng gió trạng đình, quy nhất thống trở về thăm gia. Thầy trở về quyền khai tất cả, thì thất sơn nghe tiếng đồng
đó nước ta đô hồ. Lập thế giới lửa cùng dân số, tự giới phân theo luật tiêu hàng. Ra trận tuyển phụ mạng sông phan, ra trận thượng dân tiên áo ngọc. Nhờ thân thập tam thiên đồ đề, lập nhà châu phò tá tôn sư, ra đồng tâm lập nghiệp an cư. Gương hiền xưa còn ghi trên bàn, đứng chung ca nhờ bàn phong thần. Chờ quyền di lộ chỉ các lân, ra chiến địa sự vẫn còn đau. Đơn chừng đó dẹp bày cây cao, có hổ thần đứng giữ cửa tiền. Thấy đời này nhiều kẻ trọng quyền, chẳng có kể gì ông Phật bừ. Nay đã thấy nhiều người hung dữ, con một tôi sao chẳng buồn rầu. Thấy gì thương tất cả đau đau, lời thuyết pháp xa gần điều hiểu. Tôi cho đến vị nghiêm kết liễu, được tội chư quốc long xa, được niết bàn về cõi ta bàn. Đồng ta vì an cư Phật cần, hưởng phước quê đài lầu thơi thành. Hội rồng tiên đứng dựng bề tiền, đồng cùng nhau hiệp bàn thiên liên. Phật định đọa một giờ không thay, đừng hiền lương qua nơi khổ hải. Kẻ hung hăng giao lại Nam Tào, người hiền lương thần thánh quảng bao. Cùng sổ bộ giao cho bắt đầu, câu quyền di nào ai có dấu. Không kiếm tầm sao rõ quyền di, nay cũng gần mơ hội khoan kỳ. Ráng học hành mau về căn cô, đừng nghĩ thế nhân tăng nghiệp cửu. Ráng đầu lưng xây cật hoàn toàn, quyết trừ loài tiêu diệt tà gian. Nền độc lập giữ nền đất Việt, đến chừng đó phải tình nguyện ước. Thấy lầu đài phú quý tỏ tường, ra trận tuyển thọ ký Tây Phương. Coi chữ quốc tranh giành châu bao, trai gái ôi láng dình lòng đạo. Kể từ đây nhiều đạo rất linh, ráng nghĩ suy cho rõ kể chân. Lời chân chánh nghe qua sửa già, ta xuống thế vì thương tất cả. Bây
chừng đó con lại lạc cha khắp bốn phía thôi bay dần vô chừng hồn chiến có thầy giao chủ dạp chiến trình dây phủ trùng trùng nước quan nằm đứng giữa không trung qua phép thần cho trăm quan cường đang diệu giác tinh độ giao chủ kẻ nghịch trời chừng đó tiêu tan vào đức thầy canh Phật Tây An miền phùng lan ngày sau vui đẹp hỏi thiên tử hay bên đạo kết ra chiến trường hưởng cảnh hải hồ cả thiên kêu lục tử nam mô tiếng chuông ban vọng đồng kêu thúc bay lâu nay ở họ tôi túc ráng sửa sang cho đặng mình vàng đừng ăn no ngủ kỳ mê mang nay đã đến người tu lộ gì mài gươm thế dẹp loại ta mê coi Phật tiên bao quy non tầng sắc son ban phụ mạng quy lân trên chúa ngự tôi ngay phò ta bên sông trước có nhiều thứ đường dàm nào sao lại khó đi thư ca lớn chở người nghịch bào chừng biến chuyển hung hăng nuốt ráo các cù lao sụp đổ ầm mề cửa mặt dương sao lại khó đi Phật lập tiếng tràng an đạp đào trong hang ra đóng đồn ra khảo ghe nói vui tới láng ông tàn thương nhớ sanh kẻ khóc người la đến chừng đó bỏ ghe lời bồ thương con càng ngày càng khổ mẹ là con nước mắt rưng rưng trên năm non lửa cháy tưng bừng thương thầy chú cầu cô áo mất đơn chừng đó kêu la kêu lớp còn chi đâu ao mất dơ dài thảm thương cho châu đốc nàng tay đến chừng đó dĩ thành lỗ gì sao châu đốc mà tiền tử bị có câu dục và năng khi đến chừng đó ai còn ai mất khuyên bán tăng ráng nghe lời Phật thấy đời này khó giải Phật ơi đời cứ sao bạc ngày như dối
lời chân chánh không lo sửa cài. Con nhiều cha đời này khó dạy, đồng lòng thầy thần thánh sầu bi, càng tiếc thay cho kẻ vô nghề, thương hết sức về phần bài chi. Thấy trần thế nhiều người không nghĩ, thêm nhiều lời cười nói quỷ mang, nào ngờ đâu là quỷ Phật bà, xuống trần thế cứu dân chẳng xiết. Đem đạo đức là gì, tình thiệt dắt nhân sanh cho khỏi tây u, chú còn đây chưa biết khổ đâu, chừng được tích con trâu khoa cầm. Đơn chừng đó thay phơi chồng đông, đời hạ quân tiêu diệt còn chi. Cuộc giảng tràng đừng có mến chi, đô thị giả mến chi lao ly. Dân sắc làm lệnh tây phương thọ ký, cứ bán giá cho khỏi miệng hầm. Kẻ chân tu thần thanh giúp dùm, đặng giải thoát hầm bêu tay tường. Kẻ gian ác bấy lâu hoàn dưỡng, nay để dành cho thú làm mồi. Đạo còn đương lắm kẻ xa khơi, ráng lục tự tu bò tu mơ. Bấy lâu nay hoàng khai nặng nhọt, nay nhìn xem sờn mẹ vết tề. Kể từ đây đạo đức ráng ghi, đừng cải cách nhiều điều mang lời. Một trần gian nhiều người phản bội, chờ những người dục vọng lòng tàn. Phạt những người bội chúa phản cha, đồ nghịch bảo kể thôi vô ích. Gốc ông cha ra đời nhắc tích, sao đem lòng phụ bạc thanh tiên. Chờ quan công kết nghĩa đáo duyên, lòng chánh trực trở về nhà hơn. Chi quân tử dường như banh trớn, chờ rồ sang bóng phút chạy liền. Mới biết rằng con Phật con tiên, gương ba thước trừ loài béo lờ. Trên điện ngọc rồng mây chơi giận, hỏi rồng mây thiên Phật cao sang. Kẻ gian ác thay phơi nhà bàn, người hiền đức đặng phò thanh gian. Chậu bề ngọc tâu qua điện hạ, ra chiến trường phụng mạng tôn sư. Được rạng danh chừng đó hay hơn, thì tỏ rạng đại lầu mây bạc.
chừng hỏi về cả giàu ngã bán người chân tu chừng đó mới màu thì nhân sanh mới biết sầu đâu người hạnh phúc cũng chung chi hường đơn chừng đó hiền lương tựu đủ tình độ vui cảnh cũ ruộng đồng bên Hà Tiên sao lại có sông ngó trực chỉ thẳng băng tới lăng đất tình độ ngày sao tỏ rạng sao tàu bà đậu bến phố cạnh núi tượng tòa an thích ca sao làm việc những người đức hạnh dựng cột đồng nhà nam trói cành cờ phất lên châu đốc núi san các nước qua ngó thấy mà ham thấy châu báu nhà dành nhau cùng là phải chết hội long qua trôi ánh bản vàng chúa minh dương ngự giá trên bàn ngoài văn giò hai bên chầu chết sự ngoại ban lấy theo điều lực bọn tây liêu chừng ấy phục tùng đạo thích ca chừng đó tung dung người hiền đức ngày sau không mất nay sắp đến bớt ăn vật chất cho tháng cần quyền diệu nhẹ Di Đà diệu chiếu điện quang ngày hậu nhật dắt đi núi Cam bay lâu nay xa nơi bệ thầm cuộc hồng trần bực xé cho rồi theo chân truyền Phật đạo thành thơi đoàn ma quỷ ta mau sớm dứt tìm chân lý tu hành kịp bước lánh sông mê vượt khỏi a tề cho kịp kỳ đến hội khoa thi nhân tạo từ bi độ tần Phật thanh thiên ra đời giúp dần đặng thương ban những kẻ hữu tài khổ nhân sanh sắp đến bên tay nhớ lục tự gìn đeo cho chắc đến con ai nay dắt lửa hồng liên Phật dắt cho qua đặng ngày sau hội hiệp ông bà được sáng suốt coi đời bàn con chừng thất sơn có ba tiếng nổ thiên hạ hằng hà thì ba lan đức ý mì ngang Phật thiên thanh mới ra sự bì đơn chừng đó mới là hữu chí nhục
giới vinh thay đổi mấy hồi. Coi trần gian xem thấy hời ôi, ráng từ bi tu mau cho kịp. Lời chân chánh nghe qua bò liếp, chê rằng thoảng bát nhã vô tâm. Bấy lâu nay xài đắm lạc lầm, thấy trần thế lòng sầu ao nào. Nam mô A Di Đà Phật. Ráng tu đắc đạo cứu quyền, thoát chuồn mê đồ đơn cảnh tiên. Mắt nhìn chẳng đòi